cái hòm nào, cái nào để thiêu, cái nào ở trong gì đó nổi ở trong mới là chôn, là đó. mặc 100 triệu, còn cái này là thiêu rồi rẻ tiền. Hình chi nó nhẹ hơn, rẻ tiền hơn. Rẻ tiền mà cái rẻ tiền thì bao nhiêu? Cái rẻ tiền đó là bốn năm chục triệu tiền Việt Nam. Có ba trận, có nghèo, nghèo đến nghèo, nghèo theo gia cảnh người ta, nghèo người ta cho nhiều bán ta bu, biếu cho hả? Biếu luôn á, từ thiện á, hai triệu bán, hồi từ thiện á em, hồi từ thiện á. Em nói cho vui không chị Tranh mà vui cái mùi vị phong tục của mình hơn bển. Hiện giờ bển lạnh 0 độ 1-2 độ, mùa đông bển mà. Em đi Pháp mà nói chuyện tiếng Việt Nam gần quá hả? Đại gia đình nói tiếng Pháp, nói tiếng Việt không? Nói Việt không? Có người Việt mà. Đâu bên Pháp. Để ông già không cho nói tiếng Việt ở trong nhà. Television. Television. Dạ, ngày mai về rồi. Télé. Ngày mai về. Télé française. France. France télé. France. Ông kêu gì vậy? Nói cái này đi. Paris. Cho quay về Pháp. Người Pháp quay. Paris. Bà xí xí. France. France. France, tôi có người bạn tôi là gọi là Pháp dân. À. Pháp dân, ở thành phố Marseille. À, Marseille, ở miền Nam, ở miền Nam. Không, thành phố Marseille, miền Pháp, nhưng mà qua đây thăm tôi lắm, chúng ta cao ráo lắm. Ở đây tay nhiều quá, thấy tay đi ra. Trời ơi, tay không à? Ờ, thầy. Có khu sự anh cái, đừng có tư chân cái khu tây này ở tụi nó đi nhiều người gì tôi nghĩ không coi vậy người gì á người mai bữa tôi đi rồi đi không em ngày mai đi rồi đến đây thử coi ngày mai về rồi sáng tôi về rồi ok xe bốn xe cút đó có, tại vì có về thăm gia đình về không có mấy bữa hay chi tụi nó lại dẫn đi bữa nào xe bốn chúng mình đi stop với xe bốn xe bốn dạ quê Bình Dương. Au revoir. Bà già ở Bình Dương. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bà già